Ngày 15 tháng 7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch đảm bảo công tác thu dung, điều trị sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống 1, số ca nhập viện mỗi ngày dưới 300 ca, dưới 2.000 ca điều trị nội trú và dưới 200 ca nặng tại các bệnh viện. Các bệnh viện sẽ chuẩn bị 2.405 giường bệnh sốt xuất huyết và 260 giường hồi sức. Bệnh nhân nặng là người lớn sẽ ưu tiên điều trị tại bệnh viện bộ ngành, bệnh viện bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Trưng Vương, bệnh viện đa khoa của thành phố. Đối với trẻ em, chuyển bệnh viện chuyên khoa nhi. Tình huống 2, số ca nhập viện từ 300 đến 600 ca mỗi ngày, 2.000 đến 4.000 ca điều trị nội trú và 200 đến 400 ca nặng tại các bệnh viện. Tiếp tục mở rộng quy mô giường bệnh điều trị và hồi sức tại các bệnh viện công lập. Tổng số giường điều trị sốt xuất huyết trong giai đoạn này là 4.000 giường, 410 giường hồi sức. Các bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi sẽ tiếp nhận bệnh nhi có chỉ định nhập viện nhưng chưa chuyển nặng. Tình huống 3, số ca nhập viện mỗi ngày từ 600 đến 900 ca, 4.000 đến 6.000 ca đang điều trị nội trú và 400 đến 600 ca nặng tại các bệnh viện. Tiếp tục mở rộng quy mô giường bệnh. Tổng số giường điều trị sốt xuất huyết trong giai đoạn này là 6.000 giường, 605 giường hồi sức. Cùng ngày, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố về việc phân tuyến điều trị người bệnh sốt xuất huyết. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Trưng Vương, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố, bệnh viện đa khoa thành phố tập trung nguồn lực để thu dung, điều trị những trường hợp sốt xuất huyết nặng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 11 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 26.138 ca mắc sốt xuất huyết đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, tăng 228% so với cùng kỳ năm 2021.